Xin chào các bạn, đến hẹn lại lên Chào mừng các bạn đến với kênh youtube Người tối cổ của chúng mình Hôm nay chúng mình sẽ review cho các bạn một bộ phim vô cùng hấp dẫn Chắc chắn các bạn không thể bỏ qua Nào cùng xem phim với chúng mình nhé Dòng thời gian trở về điện ảnh những năm 90 của thế kỷ trước Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ phim khoa học viễn tưởng cực kỳ hấp dẫn Được sản xuất từ rất lâu có tên là Stargate Cẩm trời Tại một sa mạc ở thời điểm 8.000 năm trước công nguyên, một con tàu vũ trụ có hình dáng kim tự tháp bỗng xuất hiện trên bầu trời và dần chàng trai trẻ tò mò và tiến gần đến con tàu. Đột nhiên, một chồm sáng xuất hiện và chàng trai biến mất. Năm 1928, tại Ai Cập, một đoàn khoa học tìm được một khối kim loại hình tròn rất lớn. Đó, cô bé Catherine đã vô tình tìm thấy một sợi dây chuyền vàng, mặt dây chuyền khắc biểu tượng của thần mặt trời. Sau đó, cô bé vội cất nó đi. Ở thời điểm hiện tại, cô bé Catherine nào đã trở thành một bà cụ lớn tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh. Bà đang gặp một chàng trai trẻ tên là Jackson để mời cậu tham gia một dự án nghiên cứu về Ai Cập cổ. Jackson là một nhà khoa học nghiên cứu về các kim tự tháp, tình đồng ý lời mời của bà Catherine và được đưa đến một cơ sở bí mật của không quân Mỹ. Ấy một tấm phù điêu khổng lồ và bắt tay dịch những ký hiệu có trên tấm phù điêu ấy. Mấy ngày nghiên cứu liên tục, Jackson khẳng định tấm phù điêu liên quan đến cổng không gian. Tin từ các ký hiệu trên đó sẽ cung cấp 7 tọa độ của chiếc cổng. Khi 6 tọa độ ở trái đất được kết nối, chúng sẽ giao nhau tại một điểm thứ bảy trong vũ trụ và cánh cổng sẽ được mở ra. Đó anh được dẫn đến một nơi chứa khối kim loại hình tròn, vật được tìm thấy ở đầu bộ phim. Jackson điều khiển nó dựa trên các tọa đồ và đột nhiên cổng không gian xuất hiện. Để an toàn, quân đội cho một chiếc xe không người lái tiến vào thăm dò. Sau đó, đã tìm ra được một hành tinh khác trong giải ngân hà. Theo tín hiệu gửi về, không gian bên kia có cùng số liệu và bầu khí quyển. Cái đất này với sự đam mê của một nhà làm khoa học, Jackson đã tự nguyện đi qua cánh cổng. Quân đội Mỹ đồng ý và cho một đội quân ống Anh, O'Neill là đội trưởng. Khi xuất phát, bà Catherine đã tặng anh sợi dây chuyền. Bà đã nhận được lúc nhỏ với hy vọng bình an trở về. Đến lúc đoàn người thám hiểm khởi hành. Quá trình dịch chuyển sau cánh cổng họ được tới một thế giới mới và khi được bước ra ngoài, họ phát hiện ra nơi đây có một kim tự tháp khổng lồ. Đoàn thám hiểm dùng máy móc để thu nhập số liệu về địa chất rồi nhanh chóng quay trở về trái đất. Nhưng sinh lại nói với họ rằng, anh không thấy tấm phù điêu nào ở đây cả, vậy không có đủ 7 tọa độ để quay về. Và nhóm thám hiểm đành dừng trại ở đây và tìm cách trong lúc đi xung quanh tìm manh mối thì phát hiện một sinh vật trông giống như lạc đà trên cổ có đeo dây cương nên có thể thấy chủ của nó ở gần đây anh chạm vào nó khiến nó hoảng sợ và bỏ chạy dây cương vô tình mắc vào chân anh thế là anh bị kéo lê đi O'Neill và các đồng đội chạy theo để giúp anh cuối cùng con vật dẫn họ đến một công trường vô cùng rộng lớn có hàng ngàn công nhân đang miệt mài lao động thám hiểm thận trọng tiến về phía công trường tuy nhiên vì bất đồng ngôn ngữ nên hai bên không nói chuyện được với nhau Cái này có một người nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ Jackson, họ truyền tay nhau và tất cả đột nhiên cúi rạp người quỳ xuống lĩnh ca đi tới và mời họ đến một thành phố gần đó. Phía bên trong thành phố có tre một biểu tượng khổng lồ giống với biểu tượng trên sợi dây Jackson. Ngày gió lớn nổi lên, các bay tứ tung, những người trong đoàn thám hiểm ở lại canh liều, đành thu dọn hành lý và chạy vào trong kim tự tháp trú ẩn. Thành cũng vì thế đóng lại, tuy nhiên hành động này của tộc người lại khiến O'Neill nghi ngờ và nhanh tay bắt lấy một người, làm con tin rồi rút súng ra. May là cậu bé Scara đã chỉ cho O'Neill thấy trận bão cát đang đến, giúp anh hiểu ra những chuyện đang xảy ra tối nhóm thám hiểm được bộ lạc thiết đãi rất nhiệt tình lúc này chắc xin vẽ các biểu tượng xuống đất để giao tiếp với họ nhưng thủ lĩnh ca vội vàng xóa đi vì đây là điều bị cấm tại bộ lạc đến tối ca đưa đến phòng của chắc một cô gái cô gái này cởi quần áo của mình ra trước mặt anh nhưng anh từ chối người cố gắng giao tiếp với nhau thì ra cô tên là sari xin vẽ một biểu tượng dưới đất và sari hiểu nó sau đó cô đã đưa anh đến một hang đá. Những chữ tượng hình khắc trên vách đá ghi lại lịch sử hình thành của bộ lạc. Tại đây, Sari dạy trắc cách đọc chữ của họ và anh học rất nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn, anh có thể giao tiếp cơ bản với cô. Lúc này, có một con tàu vũ trụ khổng lồ hạ cánh xuống kim tự tháp, nơi những người còn lại của đoàn thám hiểm đang trú ẩn. Họ nhanh chóng phòng vệ nhưng một sinh vật kỳ lạ xuất hiện và hạ gục họ. Bộ lạc lúc này, với sự chỉ dẫn của Skara, O'Neil cũng đến hang đá nơi Jackson đang ở với Sari dựa vào những gì được lưu trên vách đá, Trác Tịnh đã nói với họ về lịch sử hình thành của bộ lạc, ra là một sinh vật tới từ một vũ trụ khác xa xăm, đã đi khắp các nơi ở dải ngân hà với tham vọng tìm kiếm phương thuốc bất tử. Một nghìn năm trước, ra đặt chân đến trái đất, phát hiện chỉ cần trú trong thân xác của con người thì hắn có thể có một mạng bất tử. Vậy hắn cướp thân thể của một thanh niên trẻ và biến mình thành kẻ thống trị hành tinh nơi bộ lạc sinh sống có một loại khoáng sản giúp ra duy trì sự sống bất diệt của mình. Chính vì vậy, hắn đã dùng cổng không gian để đưa hàng ngàn người từ trái đất đến đây làm khổ sai. Nhưng những người trái đất đã đứng lên và lật đổ ra và chôn vùi cổng không gian. Bí mật này dần bị lãng quên, hắn đã ra lệnh cấm mọi người ở đây đọc và viết. Lúc này, bốn người họ tình cờ tìm được một tấm phù điêu được giấu trong đường hầm. Nó giúp Jackson tìm được 6 tọa độ để mở cánh cổng không gian nhưng lại thiếu tọa độ thứ bảy vì nó đã bị mòn và không thể xác định được. Với những gì tìm được, họ quyết định trở về căn cứ. Khi Jackson lưu luyến nhìn Sari không muốn rời xa đến nơi thì một kim tự tháp khổng lồ đã che lấp nơi họ từng ở họ vội vã chạy vào để tìm đồng đội thì bị tấn công thấy tình hình nguy hiểm O'Neill quyết định dùng một quả bom để phá hủy cổng không gian thế nhưng đột nhiên quả bom biến mất rồi một thiết bị dịch chuyển xuất hiện đưa Jackson và O'Neill lên con tàu vũ trụ ở ngoài của con tàu dần dần mở ra tại đỉnh cao nhất hiện ra một ngai vàng tráng lệ người được hộ tống cẩn thận bước ra hắn từ từ ngồi lên ngay vàng rồi lớp mặt nạ của hắn cũng dần dần biến mất để lộ ra khuôn mặt của chàng trai hàng ngàn năm trước bị ra chiếm lấy cơ thể đột nhiên O'Neill đánh vào tên lính gần mình để cướp vũ khí trong cơn hỗn loạn Jackson bị bắn trúng ông ừ, để cả hai bị tống giam vào nhà lao để trừng phạt bộ lạc đã bao che cho người lạ ra ra lệnh ném bom xuống thành phố gây thương vong nhiều vô kể đó, Jackson tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong một cổ quan tài, còn vết thương khi bị bắn của anh thì đã lành. Thầy ra xuất hiện và nói với anh rằng cơ thể con người là thứ rất dễ được tái tạo nên hắn có thể chọn để làm nơi ký sinh. Ông nói một ngàn năm trước mình đã tạo ra nền văn minh cho loài người, thì giờ đây hắn sẽ phá hủy nó. Hắn đã cướp lấy quả bom của O'Neill, nếu thêm vật chất đặc biệt của nơi đây thì sức công phá của nó sẽ tăng lên bội phần đủ để phá hủy trái đất. Yêu cầu Jackson phải giết hết đồng đội để tăng thêm quyền lực của hắn và khiến cho mọi người ở bộ lạc phục tùng hắn. Hôm sau, Jackson cầm vũ khí đi về phía đồng đội. Lúc này bộ lạc cũng tập trung phía dưới. Thế của Bascara nhanh trí dùng gương ra tín hiệu cho Jackson. Biết người trong bộ lạc cũng muốn chống lại ra nên anh đã quay lại tấn công đám lính. Đồng đội bị bắt nhanh chân chạy trốn. Có những người còn sống trốn trong một hang động. Mình kể cho họ nghe về kế hoạch độc ác của tên Ra và bàn về kế hoạch ngăn chặn. Đó anh cũng biết được, thì ra đêm hôm trước mình và Sari đã kết hôn, nhưng vì nghĩ anh không thích mình nên cô im lặng không nói. Nghe vậy Jackson tức hôn cô và cả hai đã đồng phòng cùng nhau. Ngày hôm sau, xin thấy cậu bé Skara đang vẽ gì đó trên vách đá, thì ra đó là thông tin về tọa độ thứ bảy. Ở O'Neil đã cùng đồng đội hạ được một tên lính của Ra, lớp mặt nạ của hắn dần biến mất cho thấy bộ dạng con người thật. Này những người trong bộ lạc mới nhận ra những thần linh trước giờ họ khiếp sợ thì ra cũng chỉ là con người. Nhiều hóa trang thành một người của bộ lạc và mang khoáng sản đến cống nộp cho Ra. Cả vào được bên trong con tàu thì hai bên nổ súng tấn công. Nhưng không may Sari lại trúng đạn để cứu vợ Jackson đã dùng thiết bị dịch chuyển đưa cô đến cổ quan tài tà hồi phục. Sari cũng được cứu nhưng ta đột nhiên xuất hiện và khống chế Jackson, tính mạng của anh gặp nhiều nguy hiểm. O'Neill kịp thời đến cứu, anh dùng thiết bị dịch chuyển tức thời, giết tên cận vệ của ra rồi đưa Jackson và Sari an toàn quay về. Ở bên ngoài thủ lĩnh Kai'th dẫn đầu bộ lạc đứng lên tấn công đoàn quân của ra. Lúc này nhận thấy tình thế bất lợi nên khởi động con tàu và một mình bỏ trốn. O'Neill nhanh chóng đưa một quả bom lên bằng thiết bị dịch chuyển tức thời khiến con tàu nổ tung trong không gian cuối cùng cũng đã giành được tự do khi cánh cổng không gian mở ra thì Jackson quyết định ở lại bộ lạc cùng với vợ chỉ có O'Neill và đồng đội quay về bộ phim kết thúc đầy thú vị tại đây bạn thấy bộ phim hấp dẫn thì hãy like video đăng ký kênh của chúng mình và comment cảm nhận về bộ phim ngay dưới video này nhé cảm ơn bạn đã theo dõi tạm biệt và hẹn gặp lại cảm ơn các bạn đã xem video của chúng mình các bạn thấy sao về bộ phim hãy để lại phần bình luận ở phía dưới nếu thấy hay đừng quên like share và subscribe kênh của chúng mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau